Ơi, chào bà con nha. Bữa nay có về mấy bộ vàng sới cực kỳ đẹp luôn. Lâu lâu mới có mấy bộ đẹp chứ bà con. Nhất là bộ CT601 cốt lục giác M85. Sên giữa cốt lục giác 8,5 ngựa. Mitsubishi. Đẹp ghê luôn anh em. Bà con. 8,5 ngựa bà con về trang trục sới là cũng vô tư rồi, tại 8,5 ngựa thì nó mạnh lắm. Cái dòng Mitsubishi này nó được dạng mạnh lắm. Đẹp nha, trắng tươi luôn, ốc khác còn nguyên, số bổng còn nguyên, còn mấy thằng số inox còn nguyên luôn, ram nước ram còn nguyên luôn, hết sạch. Bánh là bánh lớn nè, cốt lục giác bánh lớn nè, tâm lục giác luôn á, là chạy chung với tâm xe á. Rồi đây là có nhu cầu alo nha, 0586356707. Đây là dàn sới Mitsubishi CT601 CT 170, nó cũng là dàn CT đó con. Đây 6 số tới luôn. 6 số tới, 2 số ve, 2 số sới. Trời ơi, đẹp được chứ. Nó chát luôn nè, quá đẹp luôn. Nhìn là ok lắm. Đây thắng là bằng đen mông luôn ha. Ốc ác 7 màu biết rồi bà con. Nó ít xài. Còn coi quan sát cái máy à, nó đẹp ha. Tem bọng nó còn nguyên vẹn luôn. Quá đẹp. Mà con mua máy này là xài cả đời mà. Rồi, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi, bộ thứ hai là bộ E9K9 sên bìa Kuta. E9K9 sên bìa Kuta, khá đẹp luôn. 6 số tới, 2 số ve, 2 số sới luôn. Tất cả dòng dàn sới thường thường thông dụng là thường thường 2 số sới, 2 số ve. Đèn đuốc còn nguyên ha. Đẹp nha, quá đẹp. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Lắp ác còn cũng chưa đi dầu với ít xài, quá đẹp bà con ơi. Rồi bà con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi, bộ thứ ba là Yamaha IC80 sên bìa, hay gọi là S80 sên bìa. Yamaha đầu máy là S mặt đạn 80 rồi. Còn nữa là dạng ha. Cái sườn này là sườn 5.8 luôn mà con. Sườn này là dành cho số lẻ đó, nghĩa là chạy nhanh đó. Tốc độ chạy nhanh hơn thường thường. Cái đường này nó có ghế ngồi luôn nè. Có chạy ngoài ruộng có ghế ngồi luôn đó mà. Alo nghe anh ở đâu, anh ở đâu? Đây là bộ IC nè bà con, đây có bộ IC 6 nè, đẹp á, đẹp ha. IC 6 quá đẹp, một ớt lầm nưa gió đèn đuốc đầy đủ. Mà là IC6. Alo nó có bộ đẹp gì đó. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.